Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe những thông tin cập nhật về giá hồ tiêu sáng nay, ngày 5 tháng 2 năm 2023 trên kênh Phụ Nữ TV, kênh chuyên cập nhật những thông tin về giá cà phê và giá hồ tiêu hàng ngày. Nếu các bạn quan tâm tới hai loại nông sản này, hãy ấn nút đăng ký kênh, đồng thời nhấn hình quả chuông để nhận được thông báo về những video mới mỗi khi kênh phát hành. Phụ Nữ TV xin chân thành cảm ơn các bạn. Chúc các bạn và gia đình ngày nghỉ cuối tuần thật nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Thưa các bạn, giá hồ tiêu hôm nay ngày 5 tháng 2 duy trì đà tăng ở các địa phương trồng tiêu trọng điểm trong nước. Trên thị trường xuất khẩu, theo ghi nhận, kết thúc phiên giao dịch ngày 4 tháng 2 năm 2023, cộng đồng hồ tiêu quốc tế niêm yết giá tiêu đen tại cảng Lampung của Indonesia giảm đi 0,19% và chốt ở mức 3.683 USD trên tấn. Trong khi đó, giá tiêu đen của Brazil trong tuần này tăng được 100 USD trên tấn, từ mức 2.800 USD trên tấn lên 2.900 USD trên tấn. Giá tiêu đen xuất khẩu của Malaysia duy trì ở mức 4.900 USD trên tấn. Trong khi đó, giá tiêu đen xuất khẩu của Việt Nam vẫn giao dịch ở mức 3.250 USD trên tấn và 3.350 USD trên tấn đối với loại 500 g trên lít và 550 g trên lít. Trong tuần này cũng ghi nhận giá tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam ổn định ở mức 4.750 USD trên tấn. Theo cộng đồng hồ tiêu quốc tế đánh giá, thị trường tuần này tiếp tục cho thấy triển vọng khá tích cực khi không có quốc gia nào báo giảm. Sau khi được báo cáo có xu hướng tăng trong 3 tuần qua, giá tiêu tại Ấn Độ tuần này cũng duy trì ổn định. Giá tiêu đen của Indonesia tiếp tục được báo cáo khả quan kể từ tuần trước. Tuy nhiên, thị trường đang đứng trước những thách thức khi đồng USD lấy lại đà tăng mạnh trong những ngày qua. Thưa các bạn, về tình hình giá hồ tiêu trong nước sáng nay, khu vực các tỉnh Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ, giá tiêu duy trì đà tăng với mức tăng từ 500 đến 600 đồng trên 1 kg ở các địa phương trồng tiêu trọng điểm. Theo đó, sáng nay giá hồ tiêu trong nước được thu mua trong khoảng 58.800 đồng tới 61.000 đồng 1 kg. Tại hai địa phương là tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Đắk Nông, giá hồ tiêu sáng nay tăng 500 đồng và hiện ở tỉnh Đắk Lắk thu mua quanh mức 60.300 đồng 1 kg. Trong khi đó, tại tỉnh Đắk Nông được thu mua quanh mức 60.100 đồng 1 kg. Tại tỉnh Gia Lai, giá hồ tiêu tăng 500 đồng và hiện thu mua quanh mức 58.800 đồng 1 kg, mức giá 58.900 đồng 1 kg ghi nhận tại tỉnh Phú Yên. Trong khi đó, tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, giá hồ tiêu được thu mua quanh mức 61.000 đồng 1 kg. Đây cũng là mức giá cao nhất ở các địa phương trồng tiêu trọng điểm. Tại tỉnh Bình Phước, sáng nay giá hồ tiêu được thu mua quanh mức 60.000 đồng 1 kg và tại tỉnh Đồng Nai, mức giá là 59.000 đồng 1 kg. Thưa quý vị và các bạn, theo dự báo của Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam, giá hồ tiêu sẽ giữ ổn định trong vài năm tới. Đồng thời, nhu cầu tiêu thụ hồ tiêu trên thế giới từ nay đến năm 2030 sẽ tăng khoảng 3% trên năm. Điều này giúp giá hồ tiêu trên thế giới nói chung và tại thị trường nội địa vẫn có xu hướng tăng mạnh trong dài hạn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi những thông tin cập nhật về giá hồ tiêu sáng nay ngày 5 tháng 2 trên kênh Phụ Nữ TV. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo.